bà Nguyễn Thị Hiệu là người chuyên làm giò cho cơ sở sản xuất giò chả nổi tiếng Quốc Hưng. Giò là một món ăn phổ biến và không có gì xa lạ với người dân Việt. Nhưng riêng món giò gà của nhà bà thì lại là món ăn độc đáo và được bán rất đắt hàng. Giò gà của bà sản xuất hoàn toàn thủ công, làm đến đâu bán hết đến đó. Đặc biệt trong ngày Tết, gia đình bà Hiểu không đủ sức làm giò gà để bán. Giò gà là một món ăn khá độc và lạ, với hương vị rất riêng. Có lẽ vì thế mà nó chiếm được cảm tình của thực khách. Ăn nhiều mà không thấy ngán, ăn rồi lại muốn ăn thêm. Cái cắt cái đĩa giò gà cho nó đẹp. Nó đẹp ở chỗ này, nó có vân của da gà, nó có nấm, vị nấm thơm của nấm, có một tí vị hạt tiêu để nó dậy mùi. Và cái giò như thế là muốn ngon ấy, thì cái giò mà khi mà mua về Tết ấy, thì cứ để nguyên cả cái này. Xong là muốn ăn mộc phanh thì cắt cái đầu ra. Xong cắt mộc phanh dày bao nhiêu, xong rồi dúng một cái nồi nước dùng. Thì cái mặt giò thơm ghê lắm. Đấy. Rất là thơm. Món giò gà nổi tiếng nhất là ở Hải Dương. Thường thì nó được làm từ thịt gà mạnh khoạch nên rất ngon và giòn. Giò gà khó làm và không phải vùng miền hay gia đình nào cũng có thể làm. Do đó, nó vẫn được coi là món ăn lạ và ngon. Để làm ra món giò gà này cũng khá công phu, từ việc chọn nguyên liệu đến cách thức bó giò. Cái giò gà này thì từ xưa đến nay vẫn làm thế này. Ngày xưa thì không có gà ta nhiều thì làm bằng gà Tây. Gà Tây con gà độ 17-18 cân ấy. Thì lột ra xong rồi thì lấy cái thịt ấy, thật là cách đây độ 3-40 năm ấy. Thì lấy cái thịt dẻo ấy, đấu với cái thịt lợn mổ dịch bán thành giò để mà lấy cái đấu. Còn bây giờ thịt gà thì nhiều. Thường thường mình mua ấy thì là mình không phải là mình mua cả con đâu. Cả con thì những cái phụ gia không biết bán cho ai cả. Cho nên mình chỉ mua hai cái lườn và cái đùi, hai cái đùi thôi. Thì người ta giao cho mình thì mình việc về lột lại những cái gân góc bỏ ra. Còn đâu thì là xay ra. Xay ra thì cũng có trộn mà ít thịt lợn nó vào thì nó mới dẻo mới ngon được. Chứ cả thịt gà thì nó chua không ăn được. Cái đùi gà, cái lườn gà nó chua lắm. Thì kèm theo độ một cân thịt, một cân giò gà thì độ 5 lạng thịt gà. Còn 3 lạng thịt lợn kèm theo một nấm hương với lại da gà trộn lẫn vào thì thành 1 kg. Thịt gà làm giò gà là phần thịt nạc chủ yếu ở ức, ở đùi. Gà sau khi cắt tiết phải lọc thịt luôn để có độ quánh. Nếu để lâu thịt gà sẽ bị bã và giò sẽ hỏng. Sau đó, thái nhỏ ướp với gia vị, nước mắm, mì chính rồi mang gói kín để cho vào ngăn đá 4 đến 5 tiếng. Tiếp đó cho thịt ra xay nhuyễn, bỏ ra để nguội rồi lại cho dầu ăn và nước lạnh vào xay tiếp lần 2. Phần da gà cũng được giữ lại và sử dụng để làm giò. Da gà phải được lọc bỏ hết phần mỡ bám, sau đó thái chỉ và trộn vào giò sống. Đáng lý là 10 ngày trước khi một tháng xuất chuồng thì họ cho ăn tăng trọng bình thường. Nhưng một tháng ấy không cho ăn thêm tí gì nữa, mà để cho thời gian nó thải hết cái độc ra, thải nó đi, thải hết rồi ra. Nó thải hết những cái độc hại ra và đi tiểu đi đái cả, thì nó bắt đầu con lợn nó ngon. Con lợn cũng thế, mà con gà cũng thế. Cho tăng trọng vào mà không thời gian phải kéo dài một tháng, hơn một tháng thì nó mới tiết hết cái độc của con gà ra cũng như con lợn ra. Ra ngoài chợ mua con lợn thịt lợn ấy, mà bấm cơ con lợn mà nó sụp một cái. Ví dụ nó thịt nó bấm xiên cái nó qua thì là con lợn mất đi. Làm giò thì nó vỡ ra như là mùn nó như cám ấy. Mà con gà cũng thế. Ngoài ra thì chỉ có đi mua thịt là quan trọng thôi. Cái khâu thịt quan trọng số 1. Có ngon hay không là ở cái giò nguyên liệu mà không lên khi mà lột của nó cũng
không để cho nó nhiều những cái vía nhiều thì cái giò nó bị không bị sơ. Ngoài ra, để giò gà có sự kết dính và có vị thơm thì một nguyên liệu cũng không thể thiếu, đó là thịt lợn. Thịt lợn ở đây cũng phải là thịt nạc thăn và nạc mông. Khâu chọn nguyên liệu thịt dùng để làm giò là khâu quan trọng nhất, quyết định đến chất lượng của giò gà. Thì kèm theo độ một cân thịt, một cân giò gà thì độ 5 lạng thịt thịt gà, còn 3 lạng thịt lợn, kèm theo nấm hương với lại da gà trộn lẫn vào thì thành 1 kg. Cho nên cái giò gà nó như vậy nó mới thơm, nó có cái chất ngon của nó, mà cái chất dẻo của thịt lợn cộng với cái chất thơm của thịt gà thì là nó mới thành cái giò gà thật ngon, thật là tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn thật ngon là như thế. Gia vị thì mình cho nước mắm ngon này và cho hạt tiêu, một tí hạt tiêu và mì chính, cũng phải có một tí mì chính chứ nếu không thì nó vẫn không thể nào nó ngọt được như là ngoài. Có một tí, mỗi thứ một tí cho nó có hương vị của nó là giò thôi. Giã giò bằng tay vẫn được coi là phương pháp hiệu quả nhất khi làm giò. Trong thời buổi kinh tế thị trường, hầu hết các gia đình đều dùng phương pháp xay máy. Nhưng dù làm bằng phương pháp nào thì cũng phải đảm bảo thịt có độ mịn, nhuyễn thì giò mới ngon và không bị vữa khi luộc. Ngoài các loại thịt, thành phần không thể thiếu của giò gà là nấm hương. Nấm hương rất hợp với thịt gà. Khi cho vào món giò gà, nó sẽ tạo vị thơm đặc trưng cho món giò này. Gia vị dùng để làm giò gà khá đơn giản và giống như gia vị của nhiều loại giò khác. Một chút hạt tiêu xay, một chút muối, một chút mì chính và một chút mắm ngon. Hiện nay thì có hai loại máy. Nhà tôi thì vẫn dùng cái máy cổ truyền là máy xoắn. Thì cái giò của nhà tôi bây giờ nó ngon, nó bảo đảm hơn, nó không mềm hơn, nó không cứng. Thế còn như mà các nơi khác họ làm, bây giờ họ làm văn minh hơn. Thì họ làm máy xoong 15-20 cân một mẻ cơ. Cái nhà tôi là to nhất là chỉ có 2 cân một mẻ thôi. Cho nên cái năng suất là nó không được là bao nhiêu cả. Khi đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu và cho gia vị đầy đủ, trộn đều, thì bước tiếp theo là chia thịt và gói giò. Lá chuối được xếp so le vào nhau, múc thịt gà đã trộn đầy đủ nguyên liệu vào giữa, gói tròn lại, dùng dây lạt buộc kín nhưng có độ lỏng tay để thịt còn nở ra. Sau đó, cho gói giò sống vào nồi để luộc. Thời gian luộc gà cũng khác nhau tùy thuộc vào mùa, vào cỡ giò. Theo kinh nghiệm dân gian, khi luộc giò không cần phải cho hàn the hay cho phụ gia gì. Nếu nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, chỉ cần cho thêm chút muối trắng, giò sẽ có độ giòn, chắc, lá chuối sẽ róc mà vẫn đảm bảo an toàn. Trứng quá thì nó bị teo cái giò, bị mềm, nát giò, nó teo đi. Mà sống thì nó người ta không ăn được, nó cắt ra nó đỏ, người ta không ăn được. Cái lơ khô luộc quan trọng. Luộc cái giò gà to thì là bây giờ thời tiết này là 52 phút. Từ 52 đến 55 phút, nếu mà bếp mà cháy nhỏ, còn bếp mà cháy to thì là 50 phút. Thế còn giò nửa cân thì là 40 phút. Giò lụa với giò bò với giò gà cũng đều cái thời gian luộc là giống nhau. Tất cả đều có cái thời gian của nó. Đến giờ mà phải vớt ngay, chứ để quá là nó bị không ngon. Mà chín chưa đủ thời gian thì nó bị sống. Bị sống thì người ta ăn, người ta sợ lắm. Nên lòng đào nó đỏ, cắt cái giò nó có đỏ như là máu, như tiết. Giò gà vớt ra phải có độ nở vừa phải. Giò có màu trắng của thịt gà, có màu vàng nhạt của những sợi da gà và một chút màu đen của nấm hương. Khi thái giò không bị nát mà phải mịn và có độ bóng ở mặt giò. Khi vừa bóc ra, giò phải có vị thơm của nấm hương và vị ngọt của thịt gà. Có như thế thì giò gà mới đạt tiêu chuẩn. Giò gà là sự kết hợp khéo léo giữa các nguyên liệu
thịt gà ta, thịt lợn thăn, nấm hương, hạt tiêu xay và trộn với các loại gia vị để tạo nên món ăn truyền thống hấp dẫn mang hương vị quê hương.